đang tắm tại nhà, người đàn ông bị đâm nhiều nhát tử vong. Khi đang tắm tại nhà, nạn nhân bị nghi phạm Nguyễn Minh Vượng, người từng là bạn bè, dùng dao tấn công nhiều nhát dẫn đến tử vong sau đó. Sáng ngày 14 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận phối hợp khám nghiệm tử thi, hiện trường vụ án mạng xảy ra trên địa bàn phường Phước Hội, thị xã La Ghi. Trước đó, chiều tối ngày 13 tháng 1, ông TVN, 36 tuổi, chú phường Phước Hội, La Ghi, đi chở hàng về và tắm tại nhà riêng. Lúc này, Nguyễn Minh Vượng, 26 tuổi, quê tỉnh Nghệ An, tạm trú cùng địa phương, bất ngờ cầm dao xông vào nhà tắm và đâm nhiều nhát về phía ông N, bị tấn công bất ngờ, nạn nhân không kịp tránh né và bị đâm gục xuống sàn nhà. Khi sự việc xảy ra, người thân ông N đã có mặt khống chế Vượng và đưa ông N đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên đến sáng nay, ông N đã tử vong. Theo thông tin ban đầu, trước khi xảy ra án mạng, nghi phạm Vượng cùng ông N từng là bạn bè thân với nhau. Qua khám nghiệm tử thi, trên người ông N có hàng chục vết đâm. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai những người liên quan.